Yêu cầu bài tập số 1. Một bạn cho thầy biết bài tập 1 yêu cầu người ta làm gì? Thầy giáo mời bạn Nhi. Em thưa thầy, bài 1 yêu cầu chúng ta hãy viết vào chỗ trống những từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ lạ. Thầy giáo mời bạn Hương nhận xét ý kiến của bạn. Em thưa thầy, bạn trả lời đúng rồi ạ. Thầy giáo nhất trí bạn có yêu cầu bài tập số 1 chưa? Rồi. Nhất trí ý kiến của bạn cho bạn Đức Anh chẳng có tay nào.
Giáo thấy bạn Hậu trả lời rất là chính xác, cả lớp khen bạn nào. À, trước tiên là thầy giáo mời xem có bạn nào biết nghĩa của từ can trường không nào. Thầy giáo mời Hương nào. Em thưa thầy, can trường có nghĩa là không sợ gian khổ vì sự hiểm nguy. Ôi thầy, bạn trả lời rất là chính xác.